Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Thân. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Thân chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân. Tử vi tuổi Thân tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Thân sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Còn với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả, bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tử vi tuổi Thân tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Ngoài ra để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc trong tháng 3 âm lịch thì những gia chủ tuổi Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ nắm cơ hội thành công. Đồng thời đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa trường khí tốt giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Tử vi tuổi Thân tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Thân. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Tuy nhiên bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để chuyện tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc may mắn thành công, các gia chủ tuổi Thân cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Tử vi tuổi Thân tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Thân trong tháng 3 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên tinh thần người tuổi Thân có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Cho nên bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Để giúp các gia chủ yên tâm khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Thân hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc. 1. Mẫu Thân, sinh năm 1968.
Mậu Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát, trong tháng này các gia chủ tuổi Mậu Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Thân trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý, không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân cũng nên mang theo bên mình kim bài thái tuế để bảo vệ bản mệnh, mang lại may mắn, tài lộc. 2. Canh Thân, sinh năm 1980. Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này những gia chủ tuổi Canh Thân nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Vận trình nửa đầu tháng của bản mệnh khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu bản mệnh muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định và thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Người tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giáp khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát và mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. 3. Nhâm Thân, sinh năm 1992. Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này những người tuổi Nhâm Thân cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong tháng có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo. Bản mệnh cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến cầu thị, ham học hỏi. Để may mắn thuận lợi hơn những gia chủ tuổi Nhâm Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.